mừng các bạn đã đến với Esports Việt. Mình là Tomia và bây giờ chúng ta sẽ đến với hero tiếp theo trong series Mỗi Phút Một Tướng. Nếu Spirit là linh hồn kết tinh từ tinh hoa của đất thì ngược lại kẻ được mệnh danh là chuyên ăn tàn phá hoại cho mùa màng đó chính là Earthshaker, một trong những hero gây ra đa số thảm họa cho Dota 2. Nứt đất, lở cát, đồi núi mọc tùm lum và kinh khủng nhất đó là thiên tài động đất, sở hữu 3 skill active khả năng disable diện rộng. Chưa cần kể đến lượng đam tay cực kỳ khủng thì ES cũng đã là một hero vô cùng mạnh mẽ rồi. Skill 1, Fisher, động đất phiên bản mini. Nếu bạn đã từng xem cái phim trưởng ngày xưa, ắt hẳn sẽ rất thích mấy cái skill mà bắn trưởng xong đất văng tung tóe về phía đối thủ đúng không nào? Đây còn hơn thế, ES lấy cục đeo sau lưng, dã mạnh xuống đất, dựng lên cả một cái vạn lý trường thành, stun và gây sát thương các đối tượng trong phạm vi. Skill 2, Enchant Totem. Nếu là fan cuồng phòng tôm hay Saitama thì chắc chắn bạn phải mắc skill này đầu tiên. ES rộng Totem xuống đất lấy hết tinh khí của đất đai xung quanh và tăng sát thương của quyền tiếp theo lên gấp bội. Skill 3, Aftershock. Đúng như cái tên gọi, mỗi lần cast skill, xung quanh ES luôn xuất hiện thêm một cơn địa chấn nhỏ gây đam và stun cho tất cả các đối thủ đứng gần. Nhờ có skill này mà ES có thể khiến cho đối phương bất tỉnh nhân sự trong vòng 4867 năm. Ultimate Echo Slam. Nện Totem xuống đất gây ra một cơn địa chấn long trời lở đất. Màu thì vãi cả mè, mà đau thì vãi cả thốn. Gây sát thương tỷ lệ thuận với số lượng unit trong phạm vi ảnh hưởng. Nói cho ngắn là càng đông thì càng vui. Cứ thử nghĩ xem, nện của Brute, D của Fu, rồi cả D của Enigma ở cùng một chỗ thì các bạn biết rồi đấy. Gậy xanh cho ít khả năng trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Chắc các bạn cũng đã từng xem những pha úp rổ ấn tượng cho các giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ rồi. Nói thật, mấy công đấy có phải gọi ES bằng bố luôn. Không cần đà, không cần nhún, chỉ cần một click, ES lập tức bay lên và cast skill 2 ở vị trí chỉ định best dunker ever. Lối chơi của ES chỉ gói gọn trong một câu mà thôi. Mua Blink Dagger và sau đó là get ready for the dunk. It's the kind of beat that go. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong kỳ sau. Bố cũng như không chết thằng gấu bố. Nó lại là biến thành thằng con bất hiếu, bố chết vẫn nhận nhớ đi gặp chuyện một mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ skill của gấu con. Ở level 1 của con có skill nào? Ở level 2 có skill bay về với bố. Ở level 3 của con có passive khi attack sẽ có khả năng chói và gây sát thương đến đối phương. Ở level 4...